À, chào mọi người. Sếp ạ. Chào sếp ạ. Sếp ạ. Đây là đồng chí Thắng, đội trưởng. Đồng chí Triều là đội phó đi công tác rồi. Mời hai đồng chí qua đây. Đây là đồng chí Yến, đồng chí Lam, sinh viên đã tốt nghiệp khoa ma túy Học viện Cảnh sát. Cấp ủy đã quyết định điều động hai đồng chí này về đội tuyến. Lính xịn đấy nha. Sáng mai hai đồng chí có mặt ở đơn vị để nhận công tác. Bây giờ mọi người làm quen với nhau đi. Chào đồng chí. Chào, mình tên là Tường. Mình chưa vợ, cũng chưa có người yêu luôn. Em ơi đừng tin nó lừa đấy. Nó ở nhà quê có vợ rồi. Anh chưa. Xin đính chính là tân 100%. Anh thề. Hai em ơi, tình hình là thế này. Ở đội anh ấy là từ ông phó trở xuống là không có ông nào có một mảnh tình vắt vai. Ví dụ như anh chẳng hạn, anh chưa có vợ cũng chưa có người yêu luôn em ạ. Thôi đừng có chém nữa, nó có người yêu rồi nhờ. Thôi các ông trật tự đi. Giới thiệu với hai em, đây là đồng chí Linh, đây là đồng chí Tú. Đồng chí Tú sẽ trực tiếp hướng dẫn các em công việc. Rất vui được làm việc với các đồng chí. Có việc gì cần cứ hỏi tôi. Rồi, được rồi. Bây giờ là chuẩn bị... Ôi, nghiêm túc. Nghiêm túc đây. Bây giờ hai em về đây. Anh có một công việc rất là quan trọng. Giao các em. Việc gì thế ạ? Hướng dẫn cho thằng đội phó của anh cách tán gái. Anh ơi. Lão đấy chậm hiểu lắm. Để em chỉ cho. Anh mày được không? Ủa, được chứ, em được mà. Thằng này được, khá đấy. Thế anh ấy là anh nào vậy ạ? Quan tâm lão làm gì? Em không phải quan tâm. Anh mới quan tâm phúc với anh em à, đúng không? Nó đang nói xấu thằng Kiều, đội phó đó. Vậy anh ấy đang ở đâu vậy ạ? Nó đi công tác gần một năm nay rồi em à. Ui, khiếp, đi biệt phái hả anh? Hơn cả biệt phái chứ. Một năm anh ấy về có 7 ngày thôi. Thôi, bây giờ các em về nghỉ đi. Ngày mai đúng 8 giờ có mặt ở đây để họp giao ban. Và anh sẽ phân công công việc cụ thể luôn. Mấy ngày tới đây sẽ có việc để các em cọ sát. Chuẩn bị tinh thần đi nhé. Ở đây không có thời gian chạy rô đa đâu. Thắng à, tí sang phòng anh. Kế hoạch xong chưa? Dạ, cũng gần xong rồi anh. Nhanh lên, phải báo cáo giám đốc trước 18 giờ tối nay đấy. Dạ, mà mình có cần họp ban chuyên án không anh? Không, chỉ chốt kế hoạch thôi. Triển khai thì giám đốc sẽ quyết định. Mọi người làm việc nhé. Dạ, chào sếp. Chào sếp ạ. Em ơi, ngồi. Không, ngồi đây. Em ơi, em ơi. Đầy nước đây. Đấy, mấy ông này. Em ơi, từ từ thôi các ông. Tự nhiên như ở nhà nhá. Mấy đứa, còn một chuyện quan trọng nữa. Chuyện gì ạ? Là cuối tuần sau, đội của chúng ta sẽ có mặt đông đủ. Tôi quyết định tổ chức một buổi liên hoan.